Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ dự án cải thiện sinh kế cho người dân thông qua phát triển chuỗi giá trị dệt thủ công truyền thống, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet đã phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Vietcraft triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, các hoạt động như là tổ chức các khóa đào tạo, cuộc thi thiết kế tư vấn và tham gia các hiệp hội, hội chợ chuyên ngành đã làm sống lại nhiều ngành dệt thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Theo thống kê, việc tiêu dùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trong đó có hàng dệt thủ công truyền thống sử dụng nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam đã tăng đều trong 5-6 năm qua tại khu vực EU. Nhiều nhà bán lẻ lớn ở khu vực châu Âu như H&M Home, Zara Home, John Lewis, IKEA đã coi sản phẩm dệt thủ công truyền thống của các dân tộc Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia v.v. là xu hướng chủ đạo và là các yêu cầu tiêu dùng thân thiện với môi trường. Với 54 dân tộc, Việt Nam được đánh giá là nơi có nhiều ngành nghề dệt thủ công truyền thống, từ dệt vải lụa, lanh, đay, bông và tiến tới là tre trúc. Nên từ năm 2012, dự án cải thiện sinh kế người nông dân thông qua phát triển chuỗi giá trị hàng dệt thủ công truyền thống do chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ đã được thực hiện ở 3 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Đối tượng hưởng lợi là hơn 1.000 hộ gia đình, 90% là phụ nữ và 80% là đồng bào dân tộc. Tham gia cái dự án này là dự án cũng hỗ trợ rất là nhiều về một số kinh phí và hỗ trợ cho nhóm đi hỗ trợ rồi là đi tham quan như Lào với là đi hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh. Cái lên này thì tính ra là 100% thì mình chỉ có làm thủ công thôi. Thì nhóm sản xuất của chúng tôi đang muốn nhu cầu cho dự án sẽ cố gắng làm sao mà tìm kiếm được cái máy móc cho chúng tôi phải về cái việc tuốt lanh và giá lanh và chế biến sợi lanh. Để người dân hiểu hơn về giá trị dệt thủ công truyền thống, tại hội thảo quốc tế phát triển kinh tế bền vững cho vùng và địa phương thông qua phát triển vải thổ cẩm truyền thống vừa được tổ chức mới đây, ban tổ chức cho biết từ khi thực hiện dự án đến nay đã thành lập được 20 nhóm sản phẩm, trong đó có 6 nhóm sản phẩm nguyên liệu, 10 nhóm sản xuất hàng thủ công, 4 nhóm vừa sản xuất nguyên liệu vừa sản xuất hàng thủ công với hơn 1.000 thành viên tham gia. Các thành viên đã được đào tạo về kỹ năng, tập huấn, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và kinh doanh, trang thiết bị sản xuất, tiếp cận thị trường. Trong cái giai đoạn đầu thì dự án hỗ trợ rất nhiều người dân trong cái việc đảm bảo cái vùng nguyên liệu ổn định và tăng thu nhập từ cái nguồn nguyên liệu. Đến cái giai đoạn tiếp theo mà cái mà chúng tôi mong muốn dự án có thể làm được đó là cái phần tiếp cận thị trường, có nghĩa là những cái thiết kế của mình làm như thế nào để đáp ứng được với cái thị trường, mà đặc biệt là cái thị trường ngách, thị trường mà có cái giá trị gia tăng cao hơn, làm thế nào để ngoài cái việc là người dân họ được đào tạo thì cái kỹ năng của họ nó phải ổn định hơn và sản phẩm lỗi ít đi. Những cái việc như thế thì tôi tin là dự án còn phải làm trong những năm tới. Đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 500 hộ trồng dâu nuôi tằm để sản xuất tơ và trồng lanh. 240 người đã được học về cách phối màu và phát triển sản phẩm do chuyên gia thiết kế Việt Nam, Pháp và Thụy Điển hỗ trợ. Các cán bộ dự án đã tập hợp và thống kê các ý nghĩa của hơn 300 hoa văn để bảo tồn và phục vụ việc phát triển sản xuất mới. Trong 2 năm 2013-2014, doanh thu bán hàng của các nhóm đạt trên 5 tỷ đồng. Chúng tôi tiếp tục làm cái công việc rất quan trọng của cái ổn định của sản phẩm đó là làm khảo sát thị trường và đưa cái hàm lượng thiết kế vào. Để làm sao chúng tôi vẫn phải gắn với trách nhiệm là tiếp tục giữ vững được cái mục đích rất nhân bản của cái dự án là xóa đói giảm nghèo cho những bà con. Thế thì tôi nghĩ rằng như thế thì những cái doanh nghiệp, đơn vị dân doanh hay là công ty cổ phần nhân thì người ta gắn cái trách nhiệm với nó sẽ sâu hơn và nó thiết thực hơn. Hiệp hội Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Vietcraft là tổ chức đại diện cho 1.000 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Với kim ngạch xuất khẩu hàng năm của các hội viên đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, Vietcraft đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn chính sách cho các bộ ngành cũng như quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn cho nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện các chương trình, đề án được tài trợ nhằm đảm bảo tính bền vững và lâu dài. Với một cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam, với cái bề dày lịch sử, bề dày văn hóa, với sự làm đất nước nông nghiệp, với nguồn nguyên liệu sẵn có, thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta tập trung đầu tư thiết kế, tập trung vào công tác phát triển sản phẩm, tập trung vào khai thác những giá trị văn hóa của hàng thủ công thì sẽ đem lại cái giá trị kinh tế vô cùng cao cho hàng thủ công của đồng bào dân tộc, không chỉ cho thị trường trong nước mà còn phục vụ cho thị trường thời trang quốc tế. Và hiệp hội sẽ phối hợp với lại các tỉnh thành, các bộ ngành để mà triển khai chương trình này, thì tôi nghĩ là như vậy chúng ta phát huy được cái thế mạnh tổng hợp của cả nước, chứ không chỉ là một cái dự án với 1.000 lao động mà chúng tôi đang triển khai nữa.
Để dự án này đạt hiệu quả tốt nhất, trong giai đoạn 2016-2018, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet sẽ phối hợp với Vietgrab chọn 200 doanh nghiệp để hỗ trợ và tư vấn thiết kế thương hiệu và thị trường, trực tiếp lựa chọn 20 doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế lớn để quảng bá các sản phẩm dệt thủ công truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.